cũng có sử dụng qua cái sản phẩm phườn sinh thái của công ty Trung Việt. Thì như qua tôi sử dụng cho cây cao su thì tôi thấy là hiệu quả mủ của nó thì nó cũng tăng rõ rệt, với nhất là cái độ thì nó lên cao so với các vườn bên cạnh trồng gạo thì của tôi nó cao lên 1 đến 2 độ. Cụ thể là nó khoảng 36 độ 7, 36 độ 8, còn các vườn khác thì nó chỉ được 34 đến 35 độ. Thì qua cái thời gian tôi sử dụng cái này thì cũng có thể là tôi phun xuống đất nó cũng hiệu quả, mà phun lên nó là phân bón lá thì mình phun lên lá là tốt nhất. Công cách sử dụng thì như vườn đây là tôi cứ 2 tháng tôi phun một lần. Thì cái như cái kết quả nó mang lại thì tôi thấy cũng tương đối tốt. Như khi cây lên cao thì làm sao để mình phun lên lá được chứ? Nếu như mà cây mà nó cao quá thì mình không cần phun lên lá, mà mình tăng cái lượng sản phẩm này nó gấp đôi thì mình phun được cái tới cái tầm nào thì mình phun xuống thôi. Tức là 1 lít nước thì mình cho hòa cho 1 cc là cái sản phẩm này. Thì mình có thể là mình phun từ chặng 3 phun xuống ướt dưới gốc cây luôn chứ cũng không cần thiết phải phun lên lá. Đó là như cái vườn tôi áp dụng là nó như vậy. Nhưng mà cái khi mà mình phun lên lá thì mình pha là nồng độ là đúng như cái giờ rơi người ta chỉ định, nhưng mà cái khi mà mình mà phun lên vỏ cây hoặc là thân cây á thì mình cứ pha là một chai 100cc này thì mình pha cho 100 lít nước, mình phun ướt từ cái chỗ nào cái cần phun của mình phun được, phun qua mặt cạo phun xuống đất luôn cho tới gốc luôn là cái sản phẩm mủ nó vẫn tăng. Thì khi dùng chế phẩm vườn sinh thái cho cây cao su thì thời gian nghỉ giữa những lần giữa cái hai vụ cạo á thì có lúc nào không chứ? Nếu như mà mình sử dụng cái sản phẩm này á thì nếu mà cái thời gian mà có thể người ta rụng lá sớm hơn mình cỡ 2 tuần, mình vẫn cạo được 15 ngày sau thì mình mới bắt đầu là mình ngưng cạo. Thì cái nếu mà vườn cao su của mình mà cạo được thêm 1 ngày thì mình đã thu được tiền rồi, nếu mà cạo được 15 ngày thì mình lại càng được thêm nhiều tiền. Thì trong quá trình sử dụng là chú cũng sử dụng đến nay là cũng hơn 2 năm rồi, thì cái năm nào chú cũng sử dụng. Quá trình tiếp xúc với sản phẩm nếu như mà quá trình tiếp xúc thì đối với vườn cái sản phẩm này đối với chú thì nó cũng không dễ dàng. Từ vì khi mà chú đi nắm bắt khoa học kỹ thuật đó, thì chú cũng có mua một cái hợp đồng của nó là 20 lọ. Nhưng mà 20 lọ thì về là trước mặt vợ là phản đối kịch liệt cái hàng Trung Quốc. Nhưng mà sau thì chú vẫn là tiếp xúc khoa học của chú vườn về và chú vẫn phun. Nhưng mà chú phun lần đầu tiên mà phun lên cây á là cũng cạo bình thường, nhưng mà 20 ngày là nó vẫn chưa cho cái gì cả, chưa cho mủ mê gì cả. Nhưng mà bắt đầu qua 20 ngày là bắt đầu mủ nó từ từ tăng lên, mà độ nó cũng từ từ tăng lên. Cái thời gian mà chú phun cái này mà trước 20 ngày là chú nghĩ là chắc cũng là cái đồ dụng mà bị lừa. Nhưng mà sau cái khi mà mình đã sử dụng qua 20 ngày rồi thì lượng mủ nó cứ tăng dần lên, một ngày nó một tăng mà đều mủ nó rất là đều, độ nó cứ đều 36 độ, 37 độ. Nó giữ thời gian rất là dài. Nhưng mà 2 tháng sau nó bắt đầu tụt xuống thì chú lại phun tiếp. Thì nó lúc đó là nó có thời lượng nó chuyển giao là mình không bị tụt cổ, không bị tụt lộ. Là chú giờ chú cứ áp dụng là 2 tháng chú phun một lần. Mỗi lần phun như vậy thì chú phun trên 1 hecta chú dùng khoảng bao nhiêu rồi chú? Nếu mà 1 hecta thì chú phun cỡ khoảng 8 phi, tức là 8 cái lọ này. Một phi 200 lít là chú phun một lọ này. Nếu như mà mình mà bà con mà phun mà cái cao su nó quá cao mà bà con phun xuống vô thân cây hoặc là từ chặng 3 xuống thì bà con phun một cái này 100 lít nước thôi là cái hiệu quả nó vẫn tốt. Nhưng mà đúng phân bón lá thì cứ phun lên lá, nếu mà có điều kiện thì phun lên lá là tốt nhất.
cao su mà khô mình cạo là chú chỉ cho ông già dưới này là ông xịt 10 cây thì cũng còn được 60%, tức là bỏ cạo hẳn 10 cây là khi mà chú cũng kêu là cái này chú phun là cây cao